Xin chào cả nhà thân mến, đến với kênh của Thị Dung. Hôm nay Dung mời cả nhà cùng Thị Dung ăn một món gỏi xoài. Gỏi xoài lần này Thị Dung không trộn với khô nữa, mà Thị Dung trộn với hến. Hến thì mình vừa mò ở dưới sông lên, ăn rất là ngọt. Mà cách ăn này rất lạ mà rất ngon nha. Bây giờ Dung mời cả nhà cùng theo chân của Thị Dung đi xuống sông và coi mấy anh của Thị Dung mò hến nha. Xin chào cả nhà. Hôm nay thì Dung mời cả nhà xem cuộc sống ở miền Tây, ở quê cả nhà. Đây là ở dưới sông nè, mấy ông anh của thì Dung đi xuống dưới này mò hến. Hến ăn rất là ngọt. Mà mình cái nước nấu canh rất là ngon. Ôi đãi luôn hả anh ba? Hến. Hến, đãi hến luôn kìa. Quá trời cá. Có cá không Điền? Dạ. Có cá không? Ăn cá ụt nắng. Trời ơi, đãi nguyên một gỏ. Trời ơi, anh ba ăn nhiều dữ anh ba. Có cá bóng dừa. Kìa. Ừ, đãi một gỏ mà được nhiều đó kìa. Rồi, im luôn, chiều nay có cái món bén rồi. Ốc quắn thì ốc khỏi nói đi. Con nào nấy bằng món giò cái. Ôi. Trời ơi, ham quá ha ông. Anh ba ông đãi một gỗ một cái là nhấp hết trơn luôn. Trời ơi, còn nghe gạo gạo kìa. Nửa thao là phải ru luôn. Coi kìa, anh ba ông đãi một cái là bao nhiêu nữa kìa. Không, mình lựa luôn. Kệ đi, hết nhỏ mình chừa lại ăn anh bự thôi. Cho nó lớn lên nữa. Luôn. Nó chui đồ vô trong bao luôn. Người thì chim bắt cá, người thì chim mò. Chim mò hến. Kìa cái tay mòn vậy ai đâu mò lại chàng coi kìa. Mò hến hả coi kìa. Chiếc nhẫn vàng nó nổi lên chói lọi. Nó chói lọi trong cái đống sình. Ăn cái đó là hến con hả anh ba? Con cá trong đó hả anh Điền? Bự quá ra không được. Bự quá ra không được. Hết chuyện chui vô cái lon bê lấy luôn. Thao hến này anh của mình mới vừa mò xong. Ngày hôm qua cả nhà, thì Dung đã ngâm qua một đêm rồi để hến nó ra đất á cả nhà. Hến mà mình mới vừa mò ở dưới sông lên á thì đất nó rất là nhiều, ở trong cái miệng của nó còn ngậm đất á, nên mình phải ngâm qua một đêm để nó nhả đất ra. Rồi bây giờ với số hến này thì Dung sẽ đem đi luộc và mình sẽ nhặt từng con ra, sau đó Dung sẽ lấy cái con hến á mình trộn gỏi ăn á cả nhà. Hến này thì mình phải rửa cho thật là sạch nha cả nhà. Vì hến này nó rất là dơ. Khi mà mình mới mở dưới sông lên đó cả nhà, nó sình không à. Dung trà như vậy nè, một hồi nữa các bạn xem nhìn cái nước nó đen thùi lùi. Ý là thì Dung á, ngâm qua một đêm rồi để cho nó nhả đất á. Các bạn xem cái nước nè, rất là dơ. Mình phải rửa rất là nhiều nước mới được. Mình chà như vậy nè, cho cái con hến nó va chạm với nhau á, như vậy đất nó mới ra được. Hến này nó nhỏ chứ không có được bự các bạn. Nhưng mà được một cái là hến tươi. Mình rửa như vậy được rồi nè các bạn. Bây giờ thì Dung sẽ đem hến này đi luộc.
Cái nước hến này các bạn mình luộc ra thì cái nước hến này nấu canh ăn rất là ngon, rất là ngọt luôn nha. Bây giờ thì Dung sẽ luộc hến. Khi mình luộc hến đó các bạn thì mình đổ nước ít thôi nha. Thì Dung cho một ly nước một hồi mình đổ nước ít vậy đó, một hồi nước nó ra dữ lắm. Và thì Dung sẽ cho hơn nửa muỗng cà phê muối. Rồi mình luộc thì Dung sẽ đậy nắp lại để cho mau sôi. Bây giờ hến của mình sôi rồi các bạn nè, nó sôi lên rồi. Hến này mình luộc có nhanh lắm các bạn, nó chỉ cần sôi lên là nó hé cái miệng ra. Các bạn coi nước hến nè, trời, cái nước hến này mình nấu canh ăn rất là ngọt luôn. Bây giờ thì Dung để cho nó sôi thêm một chút xíu nữa là được. Rồi thì Dung luộc như vậy được rồi nè các bạn. Mình đừng có để sôi lâu quá nha. Thì Dung có một cái cách luộc hến thứ hai rất là nhanh mà mình không cần phải lụm. Nhưng mà cách đó thì cái con hến nó sẽ bị teo và nó cái độ béo của nó không có ngon. Nó không có còn béo và con hến nó cũng không có ngọt bằng như là mình luộc nó vừa chín tới. Sau đó mình sẽ lụm ra, mình sẽ nhặt ra từng con á. Như vậy thì con hến nó sẽ béo và nó sẽ ngọt. Còn cách luộc mà mình vớt á là mình để nước thật là nhiều. Sau khi nước sôi lên thì mình sẽ thả hến vào, mình đảo qua đảo lại thì hến nó sẽ nổi lên trên mặt. Rồi sau đó mình dùng cái vợt này mình hớt ra là được. Cách đó thì làm rất là nhanh. Cách đó thì dùng cho những người ta bán á các bạn. Người ta vớt như vậy nó rất là nhanh. Mà con hến thì nó không có ngọt bằng mình luộc nó vừa chín tới, sau đó mình nhặt ra từng con. Hến thì Dung mới vừa luộc xong nè các bạn. Các bạn xem con hến thì Dung mới vừa luộc nè, nó còn mỏng no tròn, nó không có bị teo nha. Về phần hến này thì bây giờ thì Dung sẽ nhặt ra từng con nha các bạn. Con này là con diễm nè các bạn. Hến thì Dung mới vừa lụm xong rồi nè cả nhà. Và đây là những phần mà thì Dung chuẩn bị trộn gỏi, gồm rau găm, tỏi ớt, một trái xoài sống. Xoài sống này thì mình chọn cái loại xoài chua thì trộn nó ngon hơn nha các bạn. Rồi bây giờ thì Dung sẽ bào xoài. Thì Dung sẽ bào ra từng sợi nha các bạn. Trời, cái xoài này nó chua nha. Mình bào mà nó có cái hơi chua mà mình cảm thấy như là nó muốn chảy nước miếng vậy. Tỏi ớt này thì Dung sẽ đâm nha các bạn. Bây giờ thì Dung sẽ cho vào đây một muỗng đường. Chợt thì Dung sẽ đâm lên. Tỏi ớt này thì Dung sẽ làm nước mắm cả nhà. Dung sẽ cho vào trong đây một ít bột ngọt. Nếu mình không thích ăn bột ngọt thì mình không cần phải để nha. Bây giờ thì Dung sẽ cho nước mắm. Giờ thì Dung sẽ cho 2 muỗng nước mắm luôn nha. Bây giờ mình sẽ quậy cái hỗn hợp này. Cái nước này á, mình phải cho nó kẹo kẹo á. Vậy một hồi nó mình trộn xoài với hến thì nó ra nước á. Bây giờ cái nước sốt này còn phải kẹo nha cả nhà. Hôm nay thì Dung sử dụng một trái xoài chua nên thì Dung không có nặn chanh vào trong đây. Còn nếu như các bạn mua xoài mà loại không chua á, mình phải nặn thêm vào đây trong đây một ít chanh nha cả nhà. Cả nhà xem nước sốt nè, rất là kẹo không? Rồi bây giờ mình sẽ trộn gỏi. Bây giờ trước tiên thì Dung sẽ cho xoài vào.
Tiếp theo con hến nè cả nhà, thì Dung cũng cho con hến vào luôn. Trời ơi, cái món này ăn rất là hấp dẫn luôn nha. Về phần rau găm á, thì mình nhặt rau găm. Rau găm á, mình bứt như vậy nè cả nhà, nó thơm. Rau găm này á, là cũng do ở nhà trồng luôn á cả nhà. Ở quê được cái là cái gì mình muốn ăn á, thì mình ra ngoài, mình có trồng hết á, mình ra ngoài mình cắt vào ăn. Rồi cuối cùng là cái phần nước mắm. Các bạn thử làm cái món này ăn một lần đi, các bạn ăn hơi bị ghiền đó nha. Cái mùi xài chua á các bạn, nó nồng lên cái lỗ mũi mình cảm thấy thèm mà mình cũng chảy nước miếng luôn á. Mình để từ từ thôi nha, tại vì nếu như lạc thì mình hãy thêm vào. Trời ngon quá. Cái món này ăn ngon hết sỉ. Nếu các bạn nha không có hến thì mình làm một con ốc nè các bạn, ốc vẫn được nha. Một con hến thì ăn nó béo hơn. Rồi có lớp hến ở dưới nè. Bây giờ mình có thể thưởng thức được rồi các bạn. Thì Dung thử một miếng nha. Trời hến quá nhiều. Gao nè, mời các bạn cùng thưởng thức với Thị Dung nha. Trời ơi nó ngon, ngon hết sảy luôn cả nhà. Thị Dung thì thích ăn xoài chua các bạn. Nó chua chua, chua chua ngọt ngọt, cay cay. Cái con hến nó ngon. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Dung. Các bạn vui lòng đăng ký, like và chia sẻ ủng hộ kênh Thị Dung nhé, để Dung có động lực làm những món ăn miền Tây ngon cho các bạn xem nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau. Bye bye.